Chào mọi người, em đang có dàn âm thanh, loa, cũng không quen chơi âm thanh cho nên giới thiệu nó cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Mình mua về xài, mua cái bộ này, cái dàn là mười mấy triệu á, gần hơn 15 triệu á, bây giờ đang kẹt tiền, bán lại với giá vài triệu. 8 triệu rưỡi ha. Vàng đây là mới tinh nè. Đây nè. Hôm trước cách đây mấy tháng mua 15 triệu, hơn 15 triệu mua đầy đủ luôn, mua có cái mua cái vàng này không là đã rất là đắt tiền rồi nè. Vàng này là gồm có 5 cục. 5 tầng, 1 2 3 4 5. Cái này là Sony 715 V715 ha. Sony V715 ha. Đó, đây là cục thứ nhất. Cục thứ hai cũng 715 luôn. Rồi cái này cũng 715 luôn nè. Đây, 715 đây. V715. 715 ha. 715. Rồi cái dưới cùng cũng 715 luôn. Đây, V715. Vàng này là âm thanh cực kỳ hay. Đó. Hai cái loa bên cạnh cũng là 715 luôn ha. Đây nè, Sony 715 luôn. Mở cho anh chị xem. Đây. Ha. Sony V715. Nó còn rất là mới nghe. Để mở luôn một cặp luôn cho anh chị xem. Cho mọi người cùng xem. Rất là mới. Mình mua vàng này rất là nhiều tiền, mười mấy triệu, trên 15 triệu mà bây giờ đang cạc tiền, đang cần tiền, cho nên bán lại, cần tiền làm việc khác nên bán lại với giá là 8 triệu rưỡi. Vàng này là có loa này là hát karaoke luôn ha, vừa nghe nhạc thì rất là hay rồi đó. Sony để luôn được rồi. Đây, ở đây mới đúng nè. Đây, bỏ lắp vào. Tí lắp sao. Tí lắp sao. Đó. Rất là mới. Mở ra cho cô chú anh chị thấy rất là mới ha. Đó. Mình tí nữa là mình quay một cái video. Hát đây nó có cái tầng dưới nữa nè. Này dưới này là cái cục dưới này là có USB với lại Bluetooth. Rất là nhiều chức năng khác nữa. Rất là nhiều chức năng khác. Ví dụ như là đây là băng. Đây là băng ha. Đây. Cái này là băng ngày xưa ha. À. Còn trên này là đĩa. Trên này là đĩa. Con để bà tư vấn. Cũng không biết đâu tư vấn nha, nó lùi lùi ra. Rồi không chiên cái này. Rồi cái này là cái là chỉnh âm thanh. Rồi cái dàn này là cái cục này thì ai mà chiên âm thanh thì sẽ biết. Đó, mở muốn mở đài, mở gì đó mở. Mở đĩa hay là mở băng. Còn riêng cái cục dưới này là mình mua thêm. Còn nguyên một vàng của nó thì nó có 5 cái này với lại 2 cái loa. Nguyên một vàng thì nó có số 715 này là một giải 5 cục, 5 cái với 2 cái loa. Còn cái loa này mình mua thêm nè. 2 cái loa này là để hát karaoke. Vàng này là để nghe nhạc. Kết hợp 2 cái loa này với lại cái máy dưới này là để hát karaoke nữa, vừa nghe nhạc là rất là hay. Hát karaoke cũng rất là tuyệt đỉnh. Rồi ngoài ra thì mình cũng có đầu tư thêm cục súp. Đây. Đây ha. Đó. Anh chị nào, cô chú nào mua cục và mua vàng này nghe nhạc rất là ok. Hát karaoke cũng rất là ok. Nghe nhạc, uống cà phê buổi sáng nghe nhạc là rất là đẳng cấp. Rất là đẳng cấp. Do mình có nhu cầu, con
do mình có nhu cầu cho nên cần bán lại đó. Rồi vì lý do là cái video này mình đang lên YouTube cho nên mình không có mở nhạc MP3 được, vì mở nhạc MP3 thì nó dính bản quyền, hoặc là mở Bluetooth á, mở trên YouTube á, thì nó sẽ dính bản quyền, nó sẽ phá cái kênh YouTube của mình, cho nên mình chỉ quay và nói vậy đó. Còn ai mà muốn mua, thật sự muốn mua thì kết bạn vào Zalo, mình sẽ có quay một video mở nhạc lớn lên cho mọi người cùng xem là ở Zalo hoặc là Facebook. Nếu mà kết bạn vào Zalo số 0708 027 0708 027 037, quý khách sẽ nghe âm thanh của cái dàn âm thanh này cũng như là hát karaoke rất là hay. Tí nữa mình mở cho quý khách xem. Bây giờ quay đại diện thôi, tại vì cũng không có rành, mình chuyên bán đàn chứ không có bán loa. Mua về thì để nghe, nhưng mà do cần tiền làm việc khác cho nên mình bán đi để làm việc khác, còn mình không có rành. Đặc biệt là dàn loa nên là nó rất là mới, mình mua giá cao là bởi vì cái nó mới quá cho nên mình mua giá cao. Nó rất là mới, nó nhìn là giống như là mình không thấy một vết trầy xước nào luôn, rất là mới. Máy móc là coi như cái nào cũng ngon hết, âm thanh thì cực kỳ hay đó, máy móc là nhìn đã lắm, nó cái nào cũng chạy ngon lành lắm, không các nút bấm rất là nhạy, không có nốt nào mà bị gì hết. Gọi là dàn âm thanh của mình, dàn này để nghe nhạc và hát karaoke thì dàn này là dàn rất là hay, không có một lỗi lầm nhỏ. Gọi là dàn âm thanh là rất đẹp, không có lỗi lầm nhỏ. Bây giờ cái quý anh chị em hoặc là quý khách á, muốn nghe âm thanh của cái dàn này á, thì kết bạn vào Zalo, mình sẽ quay, mình sẽ đưa lên Zalo, mình quay tết âm thanh. Vì khi mà mở nhạc của YouTube hoặc là mở nhạc MP3 lên á thì nó dính bản quyền, cho nên là đăng lên YouTube nó không có cho, cho nên là mình chỉ nói vậy đó, quay nói vậy đó. Còn quý khách hay là anh cô chú anh chị em nào muốn mua thì gọi điện thoại trực tiếp cho mình, hoặc là các bạn Zalo, mình sẽ quay video trên Zalo, mình sẽ quay một video có nhạc tích nhạc sẵn cho cô chú anh chị xem ở trên Zalo. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Ai có nhu cầu muốn mua dàn âm thanh này về thưởng thức thì hãy liên hệ ngay cho mình, số điện thoại đó là 0708 027 037. Dàn âm thanh là siêu xịn, Sony V175 siêu xịn, nó là nguyên dàn của nó 5 cái ha. Đó, mình không có giới thiệu nhiều tại vì cũng không hiểu biết gì về âm thanh thì cũng không có giới thiệu nhiều, cũng không biết nói như thế nào, chỉ biết là nó rất là hay. Đó, chị biết nó rất là hay, nó còn rất là mới tinh ha. Quay cho anh cô chú anh chị xem, nó còn mới tinh ha, rất là mới, rất là hay, chỉ biết vậy thôi. Mở nhạc nghe rất là ok, nhưng mà vì mình kinh doanh nhạc cụ cho nên mình cần nhiều tiền để kinh doanh nhạc cụ, cho nên là bữa trước đầu tư cho nên là cũng đang kẹt tiền nhập một lô hàng, cho nên bán đi rồi dồn tiền nhập lô hàng. Rồi, cảm ơn cô chú, quý khách và các cô chú anh chị đã xem. Mời cô chú anh chị kết bạn vào YouTube hoặc là kết bạn vào Zalo. Đăng ký YouTube chứ, để xem những video tiếp theo, hoặc là kết bạn vào Zalo để nghe âm thanh của dàn máy này, cũng như là có những cái thông tin gì hay, có những cái gì mà bên mình bán thanh lý giá rẻ thì mọi người vào mua được giá tốt, giá rẻ, uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin trân trọng.